mắt chân thành. Anh nhìn em là một cái ánh mắt kiểu rất là ướt át. Mỗi lần mà em có một cái cảm giác mà hơi lấn cấn một tí thì em sẽ thường nghe thông điệp vũ trụ. Em rất hồi hộp. Em mong bạn nữ cảm nhận được tình cảm của em dành cho bạn suốt từ đầu chương trình. Chân thành. Anh nhìn em là một cái ánh mắt kiểu rất là ướt át. Anh đang nói đâu? Mỗi lần mà em có một cái cảm giác mà hơi lấn cấn một tí thì em sẽ thường nghe thông điệp vũ trụ. Tình cảm chân thành của em dành cho bạn nữ là một phần, còn một phần nữa là thể hiện của vũ trụ. Khoảnh khắc đầu tiên khi em nhìn nữ chính thì nghĩ là mắt em đã dính chặt. Em thích em cười. Tím không dùng lại. Em là một stylist và em tiếp xúc với những người LGBT rất nhiều, và bạn em là trong cộng đồng này cũng chiếm 99.99%, thì cái radar của em cũng gọi là khá tốt đấy. Em sinh ngày tháng bao nhiêu đấy? Em sinh ngày 19 tháng 1 năm 1994. Wow, thế tức là đường đời số 7 đúng không em? Anh là một người rất là nhạy cảm, cực kỳ nhạy cảm, và anh có đòi hỏi rất cao ở mọi thứ. Anh là người xuống cảm xúc, và trong ba thứ tiền tài, sức khỏe và tình yêu, anh không bao giờ được trọn vẹn cả ba. Và anh đã trải qua rất là nhiều bài học về những cái chuyện đó. Năm nay là năm thứ 8 của anh. Sang năm anh sẽ lên đỉnh, cố lên. 99.9%. Em tin năm nay là con số của em sẽ lên đỉnh. Em thấy thì em nhạy cảm, xúc phạm cũng tìm. Sinh vào đúng ngày Halloween 31 tháng 10 1997. Thì con số chỉ đạo em là số 4. Em thích những gì vuông thành sắc cạnh. Và số 4 với số 7 cũng khá là hợp đấy. Chúng nghĩ là chúng ta đã bắt đầu từ số trời, và chúng ta hãy lên tuân theo ý trời. Anh sẽ hẹn em vào buổi của mình cà phê. Xem tarot. Và điều đó chắc chắn. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì em. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì em. Thì ra mùa xuân hoa nở là vì em. Đón xem Người ấy là ai 2022 lúc 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên kênh V Giải trí.